Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an xác định việc xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông là nhiệm vụ công tác trọng tâm, mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng công an trong thời gian qua. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, thời gian qua, Công an Sơn La đã xử lý mạnh tay các tài xế vi phạm. Điều này đã đem lại những chuyển biến tích cực tại địa phương, ghi nhận của phóng viên An ninh TV. Tuyến quốc lộ 6, tuyến đường huyết mạch của vùng Tây Bắc, đoạn đi qua huyện Vân Hồ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, khoảng hơn 100 lượt phương tiện ô tô và cả xe máy được dừng kiểm tra. Lực lượng chức năng không phát hiện lái xe nào vi phạm. Nhiều lái xe cho biết, từ khi lực lượng cảnh sát giao thông ra quân làm cương quyết đến giờ, khiến các tài xế không dám dùng rượu bia rồi lái xe. Từ trước tới giờ thì mình đã lái xe thì không uống bia, và mình nghĩ cái việc này là tốt. Em thấy nó không xảy ra vụ tai nạn giao thông vì về rượu bia bao giờ. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an toàn tỉnh Sơn La vẫn duy trì các tổ công tác liên tục xử lý 24/24 giờ. Do đó, theo lực lượng chức năng, đến nay việc chấp hành không sử dụng rượu bia khi lái xe của người dân đã giảm đáng kể. Đến thời điểm này, trung bình khi dừng tới hàng trăm phương tiện mới phát hiện một trường hợp vi phạm. Thông qua công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đã nâng cao được nhận thức của người dân trong việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Trên thực tế, khi lực lượng cảnh sát giao thông xử lý mạnh tay với các tài xế uống rượu bia khi tham gia giao thông, ý thức của người dân đã được nâng lên và đi taxi trở về nhà sau mỗi cuộc nhậu. So với thời điểm trước thì họ sẽ đi taxi nhiều hơn. Và thậm chí là nếu mà họ có đi lái xe thì khi uống rượu bia họ vẫn thuê lái xe về cho họ. Thấy là người dân đi phương tiện của em nó nhiều hơn và thấy đảm bảo an toàn giao thông hơn. Với quyết tâm hình thành thói quen văn hóa cho người dân đã uống rượu bia rồi không lái xe trong nhân dân thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh triệt để đối với các hành vi vi phạm là người điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn và trong cơ thể có chất ma túy để đảm bảo cho bà con được vui xuân đón Tết bình an. Dự kiến dịp giáp Tết Giáp Thìn 2024, lượng phương tiện di chuyển trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ tăng cao. Các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông Sơn La sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.